Làm sao em? Rồi ok các chị ơi, nhà mình gọi lại nhá. Không trắng không có. Rồi lúc nãy đang like thì tự nhiên lại bị ao ra các chị đẹp ạ. À. Rồi ok chị gái nào mới vào cứ chào em một câu các chị gái ơi. Nói chung là nhà mình vẫn tiếp tục lên những cái mã phao, mã dạ và váy thiết kế tí nữa. Tức hàng thì xem cũng được, triệu thì đang có 6% pin thôi, không sao cả. Rồi ok, xin chào tất cả các chị yêu nha. Rồi mã sản phẩm một em phao hàng mới toanh 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 nhà mình này, lên form thì rất là xinh. Hiện tại thì siêu phẩm này bên em là có hai màu nha các chị nhá. À, có một em màu xanh, là lấy cho em một cái màu đen với chị ơi. Một em màu xanh và một em màu đen và có đủ size M, L và size XL. Vẫn là 64kg đổ xuống này XL cho em, 60kg đổ xuống này L, 55kg đổ xuống này M, 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị đẹp lấy cho mình size S. Em khẳng định luôn, hàng phao nhà em là hàng phao Quảng Châu loại 1 các chị ạ. Nhưng không thể nào mà bì vào những cái hàng phao mà khoảng tầm nó rẻ hơn một xíu thôi. Mà em đã thất hàng nhà em hàng loại 1 là cực kỳ là rẻ trên thị trường rồi. Riêng cái mã phao hàng dài như thế này ở ngoài kia người ta phải bán, em nói thật, ở ngoài chợ luôn người ta phải bán 1 triệu, mà khi mà nó đã dao động ở ngoài store, ở ngoài cửa hàng người ta phải bán hơn triệu các chị gái ạ. Nhưng mà nhà mình bao giờ bán chỉ có nửa giá thôi, và hàng nhà em luôn luôn là hàng loại 1 để em khẳng định với tất cả các chị như vậy nha. Rồi là em chỉ bán chị đẹp nào chia sẻ livestream với mình thôi nhá. Hiện tại siêu phẩm này bên em thì có hai màu, một em màu xanh và một em màu đen, cả hai màu rất là dễ mặc. Thứ nhất là em chỉ bán hàng cho chị đẹp nào chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp các chị nhá. Ok các chị gái ạ. À, rồi ok, áo phao bao nhiêu hiểu không ạ? Thì hiện tại cái mã phao này nhà em là siêu ấm, siêu dày, siêu nhẹ này, và có hai màu, một em màu xanh và một em màu đen. Có size M, có size L và có size XL. 64kg đổ xuống này cho em là size XL này. 60kg đổ xuống này L, 55kg đổ xuống này M, 50kg đổ xuống, 40kg đây lấy cho em size S các chị nhá. Thì hiện tại mã phao nhà em như này đang có giá hết sức là yêu thương ở đầu like cho chị đẹp nào mà chia sẻ livestream với nhà mình đấy ạ. Rồi ok, xin chào các chị yêu nhá. Nhà mình lại tiếp tục lên hàng các chị ơi, nhà mình sẽ tiếp tục lên đồ, các chị gái tiếp tục chia sẻ livestream giúp em. Thì hiện tại mã sản phẩm này em sẽ bán các chị gái với cái giá là 88k các chị nhá. 88k một siêu phẩm phao đang mặc trên người, bên em có size M, L và XL. Các chị comment cho em đúng cú pháp 88k xanh, 88k đen và số điện thoại ở đằng sau các chị này. Nhớ là chia sẻ livestream bên nhà mình 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong các hội nhóm ạ. Sau đó comment cho em đúng cú pháp 88k, màu và số điện thoại chị nhá. Bên em có đủ size luôn nha các chị nha. Dạ vâng ạ, hiện tại em đang bán mã này vì giá 88k các chị đẹp ơi. Chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm này, em bắt đầu chốt hàng 88k cho các chị yêu nha. Các chị ơi, 88 nghĩ chắc chắn là tặng quà chứ không phải bán hàng, nhưng mà ở đầu này mình vẫn cứ tặng rất là nhiều. Và đồng thời bên em có một cái hệ thống nữa rất là tuyệt vời, đó chính là những chị yêu nào mà chưa chia sẻ livestream thì em không đọc được comment của các chị đâu ạ. Dạ vâng, em thấy chị Hoa Thiên Lý rồi nhá. Rồi em thấy chị Kiều Trang, em thấy chị Cỏ Ba Lá, em thấy chị Bao Sa, em thấy chị Kiều Trang thêm một lần nữa rồi. Rồi em thấy chị Thu Trang Nguyễn rồi nhá. 88.000 chị ơi. Chị Bon Bon em thấy rồi nhá. Em út giới thiệu tất cả các chị yêu rồi. Đó. Cứ nghĩa là có nghĩa là chị gái nào mà chia sẻ livestream bên em thấy tất, thấy tuốt. Còn chị yêu nào mà chưa chia sẻ bị ẩn bình luận thì em không thể nào mà đọc được comment các chị nhá. Dạ vâng ạ. Ok, bắt đầu chốt hàng nào. Chị ơi ghi giúp mình đi ạ. Rồi, 88k một em màu xanh nào. 88k một em màu đen nào, và cái số điện thoại đằng sau giúp mình luôn nhá. Vâng ạ, nhớ là chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trong các hội nhóm này là những chị yêu đang comment ở đây là chắc chắn là em có thấy các chị đẹp rồi nhá. Dạ vâng các chị gái ơi, nhớ là chia sẻ livestream cho mình, sau đó comment cho em đúng cú pháp. 88k đen, 88k xanh, mẫu này quá xinh luôn, thật sự luôn, dày dặn ấm áp và lên form rất là đẹp nhá. Cực kỳ sang, em đố các chị gái tìm được nhà nào mẫu phao sang nhà em luôn đấy ạ. Rồi bắt đầu chốt quà nhá, các chị đẹp chia sẻ cho em đi. Rồi chị gái nào mới vào chia sẻ luôn cho em ạ. Còn chị yêu nào mà chưa chia sẻ như đây chia sẻ cho em nào. Đúng rồi, 88.000 chị ơi, có size M, có size M, có size L, có size XL. 64kg đổ xuống là XL, 60kg đổ xuống này L, 55kg đổ xuống này M, 50kg đổ xuống, 40kg đây lấy cho em size S nhá. Và đồng thời thì em chỉ bán cho chị gái nào mà chia sẻ livestream thôi ạ. Và comment cho em đúng cú pháp nhá. Rồi cái nào chị đầu tiên đi. Rồi chị gái nào comment từ nãy giờ, chị Trang Trang nhá. Chị Trang Trang có 88k màu đen nào. 0832 chị ơi, 696 nhá. Ok chưa ạ? 892 chị nhau. Ok chị Trang Trang sẽ được mua mã này vì giá 88k các chị nhớ nhá. Thứ nhất là chia sẻ livestream, thứ hai là comment đường cú pháp và sau đó em sẽ chốt tặng cho các chị gái. Em khẳng định luôn 88.000 không phải bán hàng, vì riêng cái mã phao này
Ở ngoài kia người ta đang bán với giá là 1 triệu mốt các chị gái ơi, ở ngoài chợ luôn á. Đang bán với giá 1 triệu mốt vì phao Quảng Châu loại 1 quá dày dặn và xinh yêu như thế này thì nhà nào bán lại giá 88 nghìn chị ơi. Tặng quà đấy, nhà em tặng đấy chứ bán được cái gì đâu ạ. Vâng ạ, ok đúng rồi chị Thu Liễu ơi. À, đó em đã thấy con người chị yêu rồi nhưng mà tuy nhiên là chị chưa comment đúng cú pháp thì làm sao mà em tặng quà đây. Đó là những chị yêu nào mà comment nhiệt tình thì em mới tặng nhá. Và comment đúng cú pháp 88k xanh, 88k đen và số điện thoại đằng sau giúp em nhá. À dạ vâng ạ, chia sẻ giúp mình 2 lần lên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Đó, chỉ còn vậy thôi là em ấm lòng lắm rồi. À, đôi khi nào chia sẻ nhiều quá là bị người ta bị cấm không cho chia sẻ đâu các chị gái ạ. Thế chia sẻ vừa tầm thôi nha các chị nhá. Rồi một chị nữa nào được nhận quà nhá. Dạ vâng, chị Dung đi ạ. Chị Mai Dung nhá. Vâng ạ. Cái tên rất là hay, chị Mai Dung nào. Có đuôi số đây em đọc số điện thoại là 0937 chị ơi. 0937 nào, 567 gì gái nào. 486, cái chị Mai Dung sẽ được mua mã này về giá 88k các chị nhá. Đúng rồi, các chị đấy cứ chia sẻ nhiệt tình đi, cứ lên người xem để em tặng quà các chị nhá. Dạ vâng, ok, thì tất cả những chị yêu mà đang theo dõi livestream ở đây thì em nói thật là dạo này nhà em nó có một cái hệ thống rất tuyệt vời luôn. Là em không phải kiểm tra xem có chị đã chia sẻ chưa. Chị gái nào chia sẻ là hiện bình luận hết đây rồi, còn chị yêu nào mà chia sẻ là ẩn bình luận là dáng chịu nhá. Không phải đừng bảo là tại sao không tặng em nhá, tại vì chưa chia sẻ. Thế nên bị ẩn bình luận là chuyện bình thường đấy ạ. Rồi, comment cho em thêm một lần nữa nào. 88k xanh nào, 88k đen và số điện thoại đằng sau. À, chia sẻ livestream nhà em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm nha các chị đẹp nhá. Có size M, size L, size XL các chị ơi. À, 64 ký đổ xuống XL cho em. 60 ký đổ xuống L cho em này. 50 kg đổ xuống, 40 kg lên đấy cho em là size M nha các chị nhá. Chị gái nào mặc size S bon che luôn cho em size M. À tại vì hàng pha thì size S nó quá khá là bé mà S thì M nó tương đương nhau, hàng nhà mình không co giãn nữa. Dạ vâng các chị nhớ chia sẻ cho em nhá, sau đó nhà mình mới tặng quà. Đúng rồi, các chị comment rất nhiệt tình, rất là chuẩn luôn. 88k xanh, 88k đen và xuống hàng sau nhá. Cái lông này nhà em có thể tháo rồi ra nhá. Em hơi lười nên là em không chưa cho hết lông vào đâu ạ. Cái lông này nhà mình có thể tháo rồi ra nha các chị đẹp nhá. Và các chị lưu ý cái lông này nhà em rất là xịn này. Em rũ từ sáng đến tối, em nói thật là đôi khi là không một sợi lông nào rơi ra hết luôn ạ. Đó là hàng lông xịn, lông Quảng Châu lại mùa các chị nhá, em khẳng định với chị luôn. Là đôi khi nhà mình kiểu nhà chiếc nhà chị gái nào mà có những em nhỏ ấy, đôi khi là mua quần áo lại mình rất hết sức lưu ý là tại vì sao tự nhiên này con mình nó hay ho, hay ốm nhưng không biết tại vì sao có những cái lông này nó chui vào cổ họng ấy, nó bị ho nên mình mua các chị ạ. Rồi đúng rồi, ok nào, tặng quà cho em nào, tiếp tục tặng quà đi ạ. Rồi ok nào, tặng quà cho tiếp tục cho em nào. Vâng, cứ chia sẻ đi để em tặng quà. Vâng ạ, chị Mai Anh nhá. Chị Mai Anh nhá, Trần Thị Mai Anh nào. Vâng ạ, 0989 ạ. Rồi ok nào, 532. Rồi 730, chị Trần Thị Mai Anh sẽ được mua mã này với giá là 88k chị đẹp ơi. Tất cả những chị yêu được mua hàng này với giá 88k là các chị gái rất là may mắn đấy ạ. Các chị em nhớ là lưu ý điện thoại, bên em sẽ có người gọi điện để chốt đơn nhá. Thì em thực sự là đôi khi là em chỉ đọc tên vào số điện thoại, em chưa đọc được cái màu và chưa đọc được cái size của các chị gái. Vậy nên bên em sẽ có người gọi điện để tư vấn với các chị nhá. Dạ vâng ạ, cứ chia sẻ lên người xem giúp em đi ạ. Áo bao nhiêu bạn? 88.000 chị ơi. Có thể tin được không ạ? 88k xanh, 88k đen và số điện thoại đằng sau các chị nhá. Chia sẻ livestream nhà em 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Và sau đó comment cho em đồng cú pháp 88k màu và số điện thoại. Quá đẹp luôn, em nói thật. Riêng hàng phao thì chị Hương cứ gọi là đẹp kinh khủng luôn cái chị gái này. Lên dáng quá chuẩn luôn nha chị gái nhá. Rồi ok nào, ok nào, lên người xem em tặng quà nhá. Còn tụt người xem bán hàng nha các chị đẹp nhá. Lên người xem tặng quà, tụt người xem bán hàng nha các chị nhá. Rồi cứ chia sẻ lên người xem để em tặng quà các chị gái ạ. Dạ vâng, cảm ơn các chị yêu đã chia sẻ thì comment cho em nào. 88k xanh, 88k đen và số điện thoại đằng sau nhá. Có M, có L, có XL chị ơi. À chị ơi, nếu mà chị 66 ký mà chị cao khoảng tầm 1m6 ấy, thì vẫn có thể mặc được cho em size XL đấy ạ. Chị ơi, Tony đi rồi chị ạ. Đó, những chị từ 64 ký đổ xuống lấy cho em size XL. 60 ký đổ xuống lấy size L. 50 ký đổ xuống, 40 ký lên lấy cho em size S các chị nhá. Rồi. 88k xanh, 88k đen và số thoại đằng sau nào. Áo bao nhiêu? 88k chị ơi. Cái mã sản phẩm vào trên người. Chỉ vì chia sẻ livestream ạ. Là em lì xì đầu năm nữa chị rồi đấy ạ. Đầu năm dương nhá. Còn đầu năm âm em còn lì xì nhiều nữa cơ. Rồi ok nào, cho một chị nữa đi, chị Lan đi. Vâng ạ, cho chị Hoa Ngọc Lan nhá. Chị Hoa Ngọc Lan nào. Rồi ôi, tặng quà như này là hơi bị buồn đấy. Các chị ơi, bình thường mà lên người xem tặng quà sung lắm. Nhưng mà hôm nay em tặng quà em hơi bị buồn đấy ạ. Rồi chị Hoa Ngọc Lan ơi, không từ xuống mất comment rồi. 0857 chị ơi. Rồi 611 nhá. Rồi 171 chị nhá. Rồi Hoa Ngọc Lan đơn thông số điện thoại là 171 sẽ được mua mã này với giá là 88k các chị nhá. Rồi các chị ơi, tặng quà buồn quá.
Hôm nay tặng quà buồn quá, buồn quá, thế bán hàng luôn rồi các chị đẹp nhờ. Mà em sao nó rất là xinh, vậy em đang bán giá yêu thương là 88k không thể bán ạ. Tặng quà. Còn nếu mà bán, em nói thật riêng cái mã sau này nó mà chỉ cần trôi nổi ngoài, xuất hiện ngoài thị trường thôi, không bao giờ có dưới cái giá 1 triệu luôn, em khẳng định các chị gái là như vậy. Rồi các chị đẹp, các chị yêu nào hóng lên mua hàng không thì em mua hàng nhá, ai bán hàng nhá, bán đi chị ạ. Rồi em xin phép bán hàng, nói chung là mã phao thực sự là đôi khi em không dám chút nhiều vì bây giờ để đi nhập hàng, đi lấy hàng cũng không hề đơn giản các chị ạ. Ví dụ như hàng nhà mình may thiết kế được, có rất là chủ động được, nhưng em nó có thể mua vải về may. Nhưng hàng pha này em không thể may được, phải đi nhập ở tận bên kia cơ. Mà đôi khi dạo này đang bị tắc biên các chị ạ. Ôi thề luôn, đi nhập khó khăn lắm các chị ạ. Nhưng được cái là hàng đẹp, nên là nhà em cố gắng ạ. Vì cái làm đẹp của chị em nhà mình, và các chị ơi cũng vì cái đồng cơm mình áo thôi. Thì không phải hàng nhà nào cũng có phao đẹp như này, không phải nhà nào cũng có phao rẻ như này. Thì bây giờ nhà mình xin phép bán hàng các chị nhá. Và em chỉ bán cho chị gái nào chia sẻ live stream với hàng nhà em, hàng số lượng có hạn. Bao nhiêu tiền chị nhỉ? Phao 09490. Rồi, mã số phao 09 nhà em đang có giá là 490k. Có size M, size L, size XL. 64kg đổ xuống này XL, 60kg đổ xuống này L, 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho em là size M ấy chị nhá. Hàng pha nhà em thì không có size S. Chị gái nào từ 40kg đổ lên và 50kg đổ xuống đều mặc được size M. Vì form này nhé, nó form gọn người vừa tầm, không quá gọn. Hàng này nhé là phao 09 này đang có giá là 490 ạ. Chị yêu là lấy hàng comment luôn cho em phao 09 xanh, phao 09 đen và số điện thoại chốt cho mấy chị đây nhờ. 10 chị em nhé. Rồi, và em xin phép chốt hàng cho đúng 10 chị, đến chị thứ 11 là nhà em dừng chốt các chị nhá. Dạ vâng, em bán hàng rồi các chị yêu ơi, lần nào cũng like, chia sẻ mà chưa được ạ. À. Đó. Rồi, có chị thì comment rất là nhiều, có chị đôi khi là mới chơi thôi đã được nhận quà rồi, như thế này này. Có chị chưa bao mới chơi thôi đã được nhận quà, còn có chị chơi mãi không được nhận. Đó cũng là phần do sự may mắn chị em mình nữa. Được chưa? Bây giờ em hẹn các chị một like sau tặng sau nhá. Không thì mình bán hàng đây, quá là nhiều chị em đang hóng về mua hàng nhà mình rồi. Ok nhá. Mẫu màu đen phải không ạ? Rồi sẽ lên màu đen các chị ơi. Rồi mã mặc trên người nhá. Comment cho em. Phao 09 này 490k nhá. Chốt cho đúng 10 chị thôi ạ. Ok, chốt cho chị Thuy nhá. Thuy nhá. Like cũng chia sẻ rồi. Ok rồi rồi, hẹn chị Kiều Trang một like khác nhá. Hình như vừa tặng chị Trang giờ nào rồi ấy nhỉ? Em tặng chị Trang nào ấy nhỉ? Trang. Rồi vừa tặng chị Trang lại bỏ qua chị Kiều Trang. Rồi nhọ quá, nhọ quá. Ôi rồi chị em tặng nhiều lắm. Ghim không xuể chị ạ. Rồi các chị yên tâm nhá. Rồi mã mà trên người là một em màu đen đây. Một siêu phẩm màu đen đây chị gái này. Đi đi. Chơi kìa. Bán hàng đi phải không ạ? Rồi chị Dương Ngọc Lan này cũng rất là, thực sự là em cũng rất là muốn bán hàng. Bởi vì là mã mà trên người rất là nhiều chị em hóng để mua rồi. Rồi nào, phao 09 này, nhà mình có đen này. Đen này xinh lắm, các chị có thể xem được gần ở tay, rất là xịn nhá. Phao nhà em này đẹp khỏi bàn, các chị yên tâm. Dày dặn lắm chị ạ, phao 09 này 490k, quá rẻ, em thật. Riêng cái tiền 490k các chị em mà mang ra ngoài thị trường khi không mua được cái phao ngắn cơ. Mà đến với nhà chị Hương đã mua luôn cái phao dài rồi. Quá rẻ luôn, 490 này, phao 09 nhá. Ok rồi, nhà mình sẽ khóa cả vào luôn cho chị nhá. Rồi ok nào, phao 09 này 490 ạ, comment cho em đúng cú pháp nhá. Có đen và có xanh, nói chung là đen thì nó sạch và xanh thì nó xinh. Rồi yên tâm, rồi ok nha. Đó, đi lên dáng rất là xinh chị nhá, rất là sang xịn và phao. Các chị ơi, các chị chỉ nhìn qua like thôi là các chị đã thêm thế cái dáng nhìn rất là sang rồi nha các chị nhá. Hoa phùng shop em không đọc tên đâu. Có size chị ơi, có size Trang, M. Trang Mai Dung. Thôi chị ơi, thôi chị. Ok nào, Trần Kiều Trang có hàng nhá. Hàng này nhà mình có hai màu, có đen và có, chị ơi Trần Kiều Trang có hàng, chị có Trần Kiều Trang chưa ạ? Rồi em đọc nhá. Rồi 0982 chị ơi. Thái Long được chị ạ. 0982 được. 984 ạ. 972 ạ. Size L. Thái Long được chị nhá. Cái lông này nhà em bỏ ra được này. Thực ra cái lông chuẩn nhà em nó một màu cơ, nhưng mà bây giờ là em không biết nó ở đâu nên em cứ gài tạm lông này vào. Ui ôi. 490k chị ơi, quá rẻ. Em nói thật, chị yêu nào đang xem livestream không mua hơi bị phí. Cái này mà riêng nó mà xuất hiện ngoài thị trường thì chất liệu quá đẹp và tuyệt vời như này, nó phải dao động một tầm 1 triệu cơ. Rồi, còn mã 34 không ạ? À? Em cũng dễ không nhớ mã 34 là mã gì cơ. Không có xe S vì nhà em có xe M. M với S hôm nay là bằng nhau các chị nhá. Chốt cho 10 chị, sau mình sẽ dừng chốt nha. Rồi chị lấy hàng comment nhanh hay em sang mã mới nào. Lấy hàng comment nhanh hay sang mã mới các chị ơi. Đẹp kinh khủng. M, L, XL đủ cả chị nhá.
Em ở Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. 64 ký đổ xuống lấy cho em size L. 60 ký đổ xuống lấy L. 55 ký đổ xuống lấy M. 50 ký đổ xuống, 40 ký lên lấy cho em size M chị nhá. Mã này đang có giá là 490k. Phao này thì em là phao 09 có xanh và có đen, nên phao đẹp kinh khủng luôn. Rồi chị em nói lấy hàng công luôn cho em, phao 09 này xanh, phao 09 đen số điện thoại nhá. 490k một mã phao đang mặc trên người này. Đó, lên form là xin chị gái nhá. Cho em cái đen với hoa chị Hoàng Thương, cho em số điện thoại em chốt đơn chị ơi. Rẻ quá chị nhở. Em ơi, hàng phao em bán rẻ nhất cái miền Bắc luôn ý. Rồi chị gái nào lấy hàng comment cho em là phao 09 này, màu xanh, phao 09 màu đen và số điện thoại đằng sau nhà mình mới chốt được hàng nhá. Nhà em ở số 9 này, ngách 138/58 Tân Triều, Trung Quốc, Thanh Xuân, Hà Nội nhá. Nhà em có phao ngắn nhưng mà không có nhiều chị ơi, nhà mình sẽ lên dần dần nhá. Nhà em sẽ lên dần dần các chị gái nhá. Rồi. Màu đen nhà mình đây chị ơi, màu đen mình đây ạ. À ơi, hàng ơi. Ấy thì gói hàng chị nhá. Ôi, phao quá xinh các chị ơi. Em chốt cho chị Phương Nhi nhá. Cái chị bằng size gì vậy? Size M chị ơi. Rồi chị Hoài Thương lấy cho em là size M được nhá. Em đang mặc có hai màu, một màu xanh và một màu đen chị gái này. Các chị ơi nhìn cái phao dáng phao nào đi ạ. Em ơi, nó dày dặn lắm, nó ấm mà nó đẹp. Và thêm một khoản nữa chị nhìn nè, nhìn nó rất là xịn nhá. Đúng là chuẩn hàng công ty nhà mình, rất là xịn luôn nha chị gái nhá. Đó, chứ không phải hàng lởm khởm, nhìn một phát nhìn cái chất liệu là biết ngay các chị xem này. Đây là cái khúc nào nó ra khúc đấy luôn này các chị gái này. Đó, ấm lắm, dày lắm mà nó nhẹ kinh khủng. Có 490k cái mã phao mặc trên người cực dày. 490k mã phao mặc trên người. Chị có lấy hàng combo luôn cho em. Phao 09 xanh, phao 09 đen và số điện thoại đằng sau. Có size M, size L, size XL. 64 ký đổ xuống lấy XL, 60 ký đổ xuống lấy L, 50 ký đổ xuống, 40 ký lên lấy cho em size S nhá. Các chị yên tâm. Rồi ok, chị Đinh Thu Hương có hàng nhá. Rồi ok. Rồi em chốt là chị Đinh Thu Hương nhá. Chị ơi kéo kiểu xếp áo lên em xem. À kéo cái khóa áo lên miếu ạ. 499.000 chị ơi. Em ơi chị bảo của ghim rồi đấy ạ. P09 490k đấy ạ. Rẻ quá nhỉ các chị nhỉ. Ôi rẻ kinh khủng luôn mà rẻ em không thể tin tưởng nó. Ok Đinh Thu Hương có hàng rồi chị nhá. Chị Phương ạ. Lệnh mẹ đi. Lúc nãy có mấy người còn đỡ. Đúng không? Ờ. Quá. Thật sự là tại vì em ghét chị ấy sao luôn. Như đấy là em làm ăn nó không vào. Chị thế chị ghét này sao? Em ghét chị kinh khủng luôn ấy. Rồi ok nhá, có phát nào bởi vì được chị ạ, có gì mà ăn không? Đây 70 kỳ vẫn mặc được nhá. Rồi các chị ơi, bình thường em bán mã phao này các chị em đặt như kiểu là không có hàng luôn chị gái này. Rồi sang mã phao mới nhá. 70 kỳ vẫn mặc được thoải mái cho mình nhá. Phao 09 này xinh kinh khủng, 490. Em thật lần đầu tiên em bán phao em cảm thấy nó như nó lạ lùng như hôm nay luôn. Rồi 40 ký vừa không? 40 ký vừa luôn cho em size M nhá. Rồi mang lên mã phao mới cho mình đi. Rồi Trần Hưởng có hàng nhá. Có lúc nó phải thế nọ, có lúc thế kia. Không phải đâu chị ạ. Tại vì em cũng ưa chị thật đấy. Nên là kiểu rồi Lina Trần có hàng nha các chị nha. Rồi sang mã mới luôn giúp mình đi ạ. Đó cái này nhà em hàng phao béo này. Các chị xem này zin và dáng như nào đi ạ. Đó thì ta cảm giác nhìn nó kiểu rất là xinh các chị nhá. Đó Lina Trần chốt nhá. Rất là xinh các chị gái này. Cái phao này nhà em thì có hai màu, ba màu luôn. Có màu vỏ đỗ, có màu đen, có màu vàng nhá. Rồi xem mã mới chị yên tâm. Nhà mình nhiều phao xinh lắm mà em like. Tối nay nhà mình còn về nhiều phao nữa cơ các chị ạ. Cố gọi là nhà em like suốt đêm với chị được luôn ý. Rồi phao này nhà mình là 490 nhá. Dạ vâng ok chị Tâm Mã, Tâm gì nhỉ? Tâm Mã Hồng. Tâm Mã Hồng có hai nhá, tên hút lại quá nhỉ. Ấm quá, hàng phao này ấm quá chị gái ạ. Thực sự là chưa mùa đông nào em cảm thấy ấy. Ấm áp như mùa đông năm nay. Mặc dù các chị em cứ kêu là rét mà em chẳng thấy là chẳng thấy rét gì. Chứ tại vì nhà em mặc áo phao với chị phao nhà mình đấy. Em thề luôn, mặc phao này không có một cơn gió nào lùa được vào người các chị luôn. Nó ấm kinh khủng luôn ý ạ, nó một cách dã man. Nó không hề thế mạnh luôn ý ạ. Mùa đông năm nay rất ấm. Có bò đỗ kìa kìa. 490 nhá, 490 tiếp nào em. 490 này, cái này nhà em là phao 01 đi. Phao vàng này nha em, phao 01 nhá, 490 ạ. Nhà mình có vàng, có vỏ đỗ và có cả đen nha. Phao vàng có từ L thôi nha các chị nhá. Còn đen thì có M, có L. Đó,
Hồng vỏ đỗ cũng có lờ thôi. Đấy, lưu ý là hàng pha nhà em là hàng form to. Em nói để em bán cho chị gái lên, lên form cho nó đẹp. Là mua hàng và áo váy gì cũng thế, cứ phải lên người nó phải đẹp, phải phải vừa vặn vào người phải không ạ? Thì cái size này nhà em có L và XL. Các chị 55kg đổ lên và 60kg xuống lấy cho em size L. Các chị em 64kg đổ xuống, 60kg lên lấy cho em size XL. Còn chị gái nào mà dưới 55kg nhá, nó luôn là lên form, không được gọn người và không được đẹp đâu nha. Và lên form như em này, này em 46kg em mặc cũng khá là rộng. Nhưng được cái rất là ấm thì em cũng rất là thích các chị ạ. Rồi form này riêng form 01 nhá, 70kg ạ, 70kg lấy form khác đi. Sau này mình hình như là không biết cái hướng nhỉ. Thôi 7 hình như rộng đấy, có vẻ ok. Rồi 70kg lấy cho em XXL nhá. 70kg lấy cho em XXL chị gái nhá. Em cao 1m56, em 46kg chị ơi. Tất cả mọi sản phẩm bên em đều mặc size S bên mình là hàng váy này. Còn hàng này nhà em là hàng áo pha em đều mặc size M bên mình nhá. 490k này. Có vàng này. Bạn mẫu cao 1m56 nhá, bạn su su quán nhá. Dưới 55kg bạn lấy màu đen thì vừa. Có vàng và có đen nha các chị đẹp nha. Cái này đen này nhà em có M này, có L này, có M, có L, có XL nhá. À, thì chị gái nào 50kg đổ lên này. 55kg đổ xuống lấy cho em size M nhá. Xinh lắm các chị ạ, à, nhìn phao đẹp kinh khủng luôn này. Đó, cái mã phao rất là dày dặn luôn mà nhìn kiểu đúng là kiểu dày mà nó nhẹ các chị ơi. Màu vàng của XXL đấy bạn ạ. Váy đỏ em đang mặc bên trong là 300k chị ơi. Có. Váy vàng nhà em là có XXL chị nhá. 490k bạn đang mặc trên người, comment cho em. Phao 01 một em màu đen, phao 01 một em màu vàng và phao 01 một em màu đỗ này. Và cho em số điện thoại đằng sau nhá. Lên phòng xinh kinh khủng luôn ý. Xinh xinh lắm các chị gái ạ. Cái này em kiểu dáng phao béo ý, thế nên là chị đẹp nào từ khoảng tầm 50kg đổ lên thì 55kg đổ xuống có thể lấy cho em size M màu đen này nha. Ấm lắm các chị ạ. 54kg lấy cho em size M chị ơi. À bạn ở đâu ạ? Dạ vâng, em hiện tại đang ở bên đoạn Hà Nội nhá, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Và ship nhà em vào các tỉnh khoảng tầm 30-35k, còn nội thành khoảng tầm từ 25 đến 20 đến 25, 20, 25 đến tầm đấy chị nhá. À, chị ơi, phát này đang có giá 490 nên nói thật là em phát lại một hàng công ty cho mình luôn này. Hãy xem lên form có như nào đấy ạ. Lên form của đây không ạ? Trời ơi, rất là chuẩn luôn ạ. Nhìn cái form áo các chị em đoán được chương trình luôn này, là chị em mình tinh mắt lắm. Nhìn cái form áo trên là các chị em rõ luôn. Đó. Rất là chuẩn luôn nha chị gái nhá. 490 mã phao mà trên người, comment cho em là phao 01 và số điện thoại nhá. Đó rồi, chị em nào muốn qua mã cho em một chấm em qua mã nha. Màu nâu phía sau bao nhiêu? À chị ơi, màu phía sau. Này là cái dây 300 nhé. Màu phía sau thì cái này là màu các chị nhá. Màu phía sau thì cái này là màu này, đang có giá là 490 nhá. Nói chung lên form đẹp lắm. Ấm. Hàng phao béo rất là xinh luôn nha các chị nhá. Ấm cực kỳ luôn này. À, vỏ ốc nhà em thì không có size M, chỉ có size L và XL thôi chị nhá. À, phao xanh máy nhà mình là 490k chị ơi, phao 09 ạ. 490k phao 09 nhá, rồi sang mã mới giúp mình. 300 nhé. Rồi, một siêu phẩm váy đã mặc trên người đấy ạ. Đấy, cái kiểu này nhà em là phải như thế này các chị nhá. Mã đã mặc trên người chị ơi, hàng này nhà em là hàng váy này. À, len dày sợi kim tuyến nhà mình các chị nhá. Hôm nay nhà mình thì có 3 màu, có một em màu đỏ nâu, có một em màu nâu và một em màu đen này. Có đỏ nâu, có nâu và đen các chị gái nhá. Và hiện tại siêu phẩm này mình đang có giá là 300k, mã số V300. Có size S, M và size L các chị gái này. À, 60kg đầu xuống này L giúp em nhá. 55kg, à, có XL luôn phải không chị nhỉ? Hay SML thôi nhỉ? Có SML. SML các chị nhá, 60kg đầu xuống này L. À, 55kg đổ xuống lấy M. À, 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy cho em size S nhá. Rồi chị em nào lấy hàng của comment cho em là V300, một em màu đỏ, V300, một em màu nâu, một em màu đen và cho em số điện thoại sau nhá. Ok nhá, vỏ nó không có size M, không có chị ạ, hết hàng rồi cơ. Rồi,
Pha 01 đấy 48 kg ạ. Vừa vừa không nhở? Được đấy, được đấy. Rồi chị lấy cho em CM. CM rồi chị Hải Yến cho em số điện thoại để em chốt đơn nhá. Ờ mẫu màu đẹp nhất thì không có sai. Bù nào cũng xinh chị ạ, yên tâm là rất em sẽ tiếp tục lên những mã phao xinh yêu với chị đẹp nhá. Nhà em rất là nhiều mã phao đẹp luôn, chị yên tâm. Giờ chị Lan Phương thích cái màu đấy phải không ạ? Rồi em sẽ lên một cái siêu phẩm màu đấy tương tự với chị nha. Ok, mã là mã chị người hàng váy này nhiều chị hỏi quá chị gái này. Hàng này em là hàng len nhung nhá. Len nhung này dệt sợi kim tuyến rất là xinh chị gái này. Đó, nó hơi kiểu trễ một tí chứ không phải trễ quá đâu. Len form rất đẹp quá chị nhá. Giãn nhiều bạn nhá. Có, co giãn nhiều các chị ơi, hàng len mà, hàng nhung này mình co giãn nhiều. Đủ size SML. Rồi chị đẹp nói hàng có comment cho em là V300 một em màu đỏ. V300 một em màu nâu, V300 một em màu đen và cho em số lại đằng sau nhá. 300k đủ size S, size M, size L. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy cho em S nhá. Mặc lại cái phao 01 được không mà em vừa mới rớt mạng à? Ồ dồi ok rồi. Chị rớt mạng thì nhé, em cũng rớt phao rồi. Nhưng mà em sẽ nhặt lại lên phao để mặc với chị đẹp nhá. Phao 01 nhà mình đây. À, size M lấy màu đen thôi nha. Nếu mà chị đẹp quan tâm hàng size M nhà mình ấy, chị Hải Yến nhớ mạng chị lấy màu đen cho em thôi nha. Vì nhà mình hiện tại là có một size M màu đen thôi ạ. 490 nhá các chị nhá. Phao 01, hàng phao béo này. Rất là xinh và nhìn rất là sang xịn nha chị nhá. Áo dạ nhà mình có hàng chị ơi, nhưng mà tuy nhiên là hôm nay mình có lên dạ không chị nhở. Rồi áo dạ mình có hàng, hẹn các chị đẹp ở một live sau nhá. Hoặc là nhà mình sẽ lên sau. Rồi phao mà trên người nhà em là phao 01 490 này. Rất là xinh luôn, em nói thật hàng này nha. Phao hàng công ty nhà mình nhá, các chị xem gần giúp mình đi ạ. Ôi đẹp lắm các chị ơi. Không còn từ nào để chê luôn nha chị nhá. 490k phao 01 nha các chị nhá. Có size riêng màu đen. Có ML, XL. 64kg đổ xuống lấy XL. 60kg đổ xuống lấy L. 55kg đổ xuống lấy cho em size M nha. Ok, cho cho chị Hải Yến phao 01 nha. Rồi, cần nhiều phao lắm chị ạ. À, em sẽ lên hết thì các chị đẹp luôn. Cho mình V300, ok chị à, à, chị Tâm Mã Hồng có hàng nhá. Tâm Mã Hồng là lúc chưa rồi đơn, vừa chốt không nào? Đâu? À, ồ, cậu V300. Nhưng mà chị lấy xe ta. Rồi, sang mã phao mở giúp mình nha. Nhiều phao quá mà em không thể nào mà đơm từng cái lông vào được đó chị gái ạ. Không buồn đâu. Em nặng 46kg, cao 1m56 ạ. Tất cả mọi sản phẩm bên em đều mặc size S bên nhà mình. Còn riêng phao thì tất cả mọi sản phẩm em đều mặc size M bên nhà mình nhá. Xinh quá. Phao có màu gì chị nhỉ? Cái đấy á, có mẫu màu đấy. Rồi, hiện tại siêu phẩm thì mình có đúng duy nhất một chiếc ở nhà. 499, hôm qua bán 500. Rồi, mã phao mà chị người em bán, vừa bán vừa tặng các chị luôn. 499k nhá. 499k một em mã là chị người. Hàng này em là hàng size M này. Cái này thì khá là rộng rãi. Nói chung là dáng em là dáng suông. Thế nên là em bao cho các chị từ 5-6kg đổ xuống, 4-5kg lên. Mặc đẹp tuyệt đối. Váy đỏ sau kiểu gì thế? Giờ lại chị xem ạ. Váy đỏ sau, váy đỏ nào chị gái nhở? Cho em xem váy xong chị mặc có mấy màu ạ. Ok, váy cho em mặc là V300 có đủ màu không chị ơi? Đây tí này em sẽ mặc nhá. Từ từ em like qua này đã, sau em sẽ lên váy với các chị nhá. Rồi, à, cái này thì em là mã số 02. Phao 02 có đúng như một cái size M. 499k, hôm qua em vừa bán 520 xong. Nhưng hôm nay nhà em có muốn một cái nên em vừa bán vừa tặng nhá. Màu này rất là xinh. ML nhá. ML. Rồi ok, vậy là có 20 cái. 1M và 1L nhá. 60kg đổ xuống lấy L. 55kg đổ xuống, 45kg lên để cho em size M nhá. 499k chị gái ơi, đỏ mận á. À, cái đằng sau nhà mình đúng không ạ? Vâng ạ. À, cái đấy nhà em váy mã số V289 ạ. Cái chị đẹp nào quan tâm thì nhà mình sẽ lên mã đấy luôn. Rồi, phao này rẻ quá chị ạ. Em nói thật, riêng hàng phao dài còn quá gối như thế này nhá. Các chị xem này. Đố chị em tìm đâu bán hàng này với cái giá là dưới 500 như nhà em luôn. Thật, cái hàng đã qua gối rồi, vì ít nhất phải 800 nghìn.
Các chị có để ý mà xem, không bao giờ có hàng pha nào qua gối chất liệu đẹp như thế này mà lại không trên 800 các chị nhá. Đấy là hàng rẻ nhất ở ngoài thị trường, phải dưới trên 800 là chuyện bình thường, còn không người ta phải bán 1 triệu các chị gái ạ. Vì phao quá dài, quá ấm và quá xịn luôn. Đâu ơi, nhà em đang bán với giá là 499k và có duy nhất nhà em có rồi đấy ạ. Kéo khóa vào đi. Ok ok chị nhá, lên đi em, rồi sẽ lên V289 nhá. Gì chứ lên đồ là nghề của em các chị ạ. Rồi sẽ lên đồ các chị nha. Đây, cái này khoác rất là xinh và khóa này nhà em là khóa 2 chiều. Màu cam này nhà em thực ra là màu nâu đất đấy. Ở trên là nhìn giống màu cam nhỉ. Đó, đang có giá là 499k nha. Rẻ quá rẻ bà. Mua phao dài nhà em thật bình thường các chị, em mua một cái phao ngắn ngoài thị trường đến với nhà em các chị mua phao dài luôn. Và đây là phao vẫn cứ gọi là đẹp, ấm. Khóa rất xịn luôn này. Khóa của hãng nhà mình rất xịn luôn. Đầm trong 300k chị nhá, thì em hẹn chị cho em một tí em lai lốt cái áo phao này sẽ lai đầm nhá. Mẹ con làm tí nhá. Đây nha chị nhá. Rồi hàng này mà chị người đang có giá là 499.000, rẻ kinh khủng luôn ý. Một cái duy nhất. Một cái duy, hình như có hai cái, người bảo có hai cái, một M một L rồi. Đó rồi, mã mà trên người đây. Cái này nhà em thì có. Đau lắm chị ạ, cái này nó có dây này, không thích ra được. Tức là chưa trễ, trễ vừa thôi. Không trễ nữa thì nó đau chứ. Rồi, cái mã này nhà em đang có giá là 300k chị nhá. Cái này nhà em có 300k, đang có giá có 2 bạn đủ màu chị ơi. V300 nhà mình có đỏ này, V300 nhà mình có nâu này và có cả đen này. Hàng này anh em là hàng len nhung dệt sợi kim nhá, mềm mịn và dày dặn, co giãn 4 chiều. Và V300 nhà em đang có giá là 300k chị gái ơi. Đủ size S, M, CL các chị yên tâm. 64kg đổ xuống, 60kg đổ xuống đấy cho em size L. 55kg đổ xuống đấy size M. 50kg đổ xuống và 40kg lên là các chị yêu lấy cho mình size S nhá. Mã mà chị người 300k. Rồi chị đẹp vào lấy hàng comment cho em nó V300 này. Màu và số điện thoại nha các chị nhá. Rồi ok chị Thúy Mai có hàng nhá. Trời ơi may quá, nhà mình có đúng một cái chị 54kg mặc có rất là đẹp luôn đấy ạ. Cái này chị ơi. Đi luôn. G09. Mặc lại G09. À phao đúng không ạ? Phao hay dạ chị ơi? G hình như là dạ đúng không ạ? Thực sự bây giờ nói đến dạ thì em không nhớ đâu. Còn phao 09 em vừa bán thì đang có giá là 490 ý. Nếu mà chị yêu muốn lên lại giá thì mình sẽ lên lại giá với chị đẹp nhá. Rồi, cái mã áo này nhà em là 300k nhá. Lên pho đẹp kinh khủng, mà hàng này thì mình có giãn luôn. 300k chị ơi. Hàng đỏ hàng này nhà em hàng len nhung nha. Hàng len nhung này, đấy, có một chút áo ống ánh nhũ này. Nói chung nhũ nhà mình nó không hề nhiều quá các chị ơi, nói chung là vừa tầm luôn. Lên form rất đẹp, 300k, rẻ kinh khủng các chị gái nè. Rẻ như cho các chị ạ. Đâu nè. V300, comment cho em V300 đỏ, V300 nâu, V300 đen nhá. À, và bổ sung cho em số điện thoại này mình chốt đơn nha. Chị nào nhỉ em nhỉ? Đâu có chị gái. Váy đỏ 300k có sai chị ơi. Chị Thúy Mai chị ơi. Không 983 911 825. Nhà em có size S, size M, size L. 60kg đổ xuống lấy M chị ơi. 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống và 40kg lên lấy cho em size S nha các chị nhá. S, M, L nhà mình có đủ cả luôn, size to nhất nhà em là size L nhá. Ok, mặc nâu em xem đi. Rồi chị Quốc Họa My ơi, hình như em cũng quay có lên màu nâu rồi đó. Và tuy nhiên vẫn lên hàng với các chị nhen. Rẻ, lến, đẹp lắm và lên form xinh lắm luôn. Tết mà cái váy này đi. Tết
xong tạt cái đỏ ở đây bên này nhé. Thì nó thoải mái lắm, cái kia kích thích lắm. Không cho hắn. Rồi, pha biểu mạng, ok ok. Pha nhà em đây nha, các chị đẹp nha. Pha này đẹp khỏi bà luôn, 490k, rẻ kinh khủng. Không bằng tiền các chị gái mua hàng phao ngắn ở ngoài kia luôn. Mà đến với nhà chị Hương mua được phao dài, vừa dày dặn, vừa ấm áp, vừa đẹp. Đẹp không ạ? Trời ơi, thề phao váng nhìn nó sang lắm, nhìn nó không quê một tí nào. Mà nhìn cái chất các chị xem ở trên live là nhìn rõ nhất rồi. Cái chất nó nhìn rất là xịn luôn nha chị gái nhá. Hàng loại 1 mà các chị ơi, có phải hàng loại thứ N, loại thứ 2, loại thứ 3 không ạ? Cái chất nó nhào mà trông nó chán, chất nó mỏng manh, chán lắm. Hàng này các chị ơi, nó vừa dày dặn nhá. Chất liệu thì xịn khỏi phải bàn luôn. Các chị em giặt cũng thoải mái, kể cả cái lông này nhà mình cũng không sợ bị rơi một sợi lông vào da luôn nhá. 490 này, giờ phao 09 nhá. Pha 09, 490, có size ML, XL, có màu xanh và có màu đen. Các chị từ 64kg đổ xuống là XL, 60kg đổ xuống ML, 50kg đổ xuống, 40kg đổ lên là có thể lấy cho em là size M rồi nha. 490k pha 09 này. Rồi, chị yêu là lấy hàng của comment cho em nhá. Cho mình váy một, ok chị Cao Lan có hàng nhá. Rồi Cao Lan có hàng nhá. Rồi ok, Cao Lan là V300. Có rồi chị Lan Anh Hoài ơi, hôm nay em chiều khách kết nước không á? Chị đẹp nào lấy hàng của comment cho em mã màu số điện thoại nhá. Rồi một em màu nâu này, màu nâu tây lắm các chị ạ. Hàng này các chị mặc đi chúc Tết rồi á, đi ăn đám cưới lắm, hỏi đám xin thì sang khỏi bà luôn. 400-300k nhá. V300 này có nâu, có đỏ, có đen. Đen thì cũng rất là xinh nhá. Đủ size ML, hành mình co giãn. Sang quá nhở, nhìn sang nhở. Ôi thề luôn, cái này nó mà xuất hiện ngoài store thì chỉ có giá khoảng tầm 500 cô. Em nói thật, nhìn sang kinh khủng luôn mà chất đẹp lắm. Dày dặn và mềm mịn và nhà em nó rất là kỵ những hàng nào mà ôm body và quá ôm hoặc là vải quá mỏng. Hàng anh em không hề chị ạ, hàng này dày dặn vừa tầm nhá. Kể cả em nói thật, cả những cái viền quần trong có chị xem này có bao giờ lộ không ạ? Không lộ một tí gì luôn. Không phải em không mặc quần trong đâu, em có mặc chứ ạ. Nhưng mà các chị ơi, hàng nhà em là dày lắm, không sợ bị lộ đâu nhá. Xịn kinh khủng này. Vải có 3 màu chị ơi. Ơ, nhà mình có, rồi ok, sẽ lên váy V289 ạ. Rồi nhà mình có màu nâu này, còn nhà mình có màu đỏ, còn nhà mình có màu đen nhá. Đủ size ML, rồi chị đẹp vào nhà hàng có comment cho em V300 màu vào số điện thoại nhá. Thử đen với đỏ đi chị, đã hương đỏ thì em có lên hàng rồi chị gái ạ. Đen thì nhà em có lên hàng rồi. Rồi bây giờ mình có kia lên một siêu phẩm ở V289, các chị đẹp thì lên thôi ạ. Rồi, mã này là 300k nhá. V300, 300k, đủ size ML, 60kg đổ xuống lấy L này, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên lấy cho em size S, lấy hàng có một luôn cho mình. V300 một em màu nâu, em cao 1m56 và em 46kg, tất cả mọi sản phẩm bên em đều mặc size S nhà mình. V300 như V300 em cũng mặc size S nhá, đó, có nâu này, có đỏ và có cả đen chị nhá. Em phó rất là xinh luôn này. Rồi ok, xong là mới nha. Cái gì đấy? Có ít rồi không em ơi? Không có chị đẹp ơi. Vâng ạ, yên tâm là riêng hàng nhà ai, riêng hàng nhà em là được kiểm soát hàng thoải mái trước khi nhận luôn. Rồi màu đen thì hẹn chị ở live sau nhé, vì em có lên rồi đấy. Cao Lan bạn đổi size L ok nhá. Màu cam đi hết rồi thì còn bay đang được mà hương sáng tắt chị làm gì làm đi tự lo được hai giờ làm đi chào.
Chị đang đói. Chị đói, chị đi ăn đi ạ. Một tên. À, đi bộ. Chị đi ăn đi em, ăn đi cho. Cái này nhé. Màu đen có gì ạ? Mình lấy váy lúc nãy bỏ rồi, ok, Phạm Thu Trang có hàng, chị đi đi, em xin chị đấy. Rồi, chị Phạm Thu Trang có hàng nha. Rồi, Phạm Thu Trang có hàng nha. Váy len hay vải vờ em là hàng len nhung chị ạ, em nói thật em nghĩ em phải mặc cái màu cái này cho chị thôi. Rồi, siêu phẩm đó mà trên người hàng này nha, em hàng thiết kế may mặc nhà mình nhá. Đó, cái vừa nha, em hàng len nhung, có dây kim tuyến luôn. Thì hiện tại mã sản phẩm này nha, em là V289. Em nó luôn là bình thường, một cái váy người ta chỉ may 2 tà, tà trước, tà sau thôi. Và váy nha, phải may 8 tà mới chịu cơ, xem đây này. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, nghĩa là sao? Nghĩa là cắt từng cái mảnh này ra, xong may từng cái mảnh này vào. Thì đây là một cái form dáng rất là tuyệt vời như thế này. Ôm từ chọn vòng 1, vòng 2, vòng 3 ở dưới nó lại xòe đến nên giá rất là xinh chị nhá. Cực kỳ cầu kỳ và công phu vừa được cái các chị gái ơi. Nhìn vẫn cứ gọi là nhẹ nhàng và tình cảm. Các chị xem này. Cái vai nhà mình nhún rất là xinh và cái tay nhà mình cũng rất là đẹp nhá. Cái cúc lại rất là xinh này. Đó. Cúc này nhà mình là cúc bọc hoàn toàn, nhà em là tự bọc các chị nhá. Đó, 289k V289 có đỏ đô, có sữa và có cả một em màu cam đủ size nhá. Đủ size nha. Size S, size M, size L, size XL thì bên em có đủ cả. Có chị bảo lấy cho em mặc cái bộ này đi. Cái này nhà em đang ở trên giá treo là size XL em không thể mặc được. Nhưng em chỉ mặc size S nhà mình thôi để lên form đẹp kinh khủng luôn. Em đang mặc size M để nhìn nó hoạt động này. Em mà vớ được một cái size S các chị em nhìn các chị em mê luôn. Cái này 53kg lấy size M cho em. Cái này nhà em đủ size S, M, L, XL, 64kg đổ xuống lấy XL, 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên, lấy cho em size S luôn, ok chưa? Hiện tại siêu phẩm mà trên người nhà em đang hết hàng. Còn đúng mấy cái size M ở nhà thì em mặc lên form nó hơi động một tí này. Đó, mặc cái nào cứ phải ôm vào người thì nhìn đẹp hơn rất nhiều đúng không? Rồi chị Nguyễn Lily cứ lấy size M đi, đẹp khỏi phải bàn luôn. 289k dạng váy may mặc thiết kế bên nhà mình. Và hàng này nhà em là hàng chất liệu u mì lụa Nhật chị nhá. Sờ rất là sướng luôn. Hàng u mì lụa Nhật có co giãn này. Ở cho xem cái áo xám bằng sau lưng mình không ạ. Rồi ok chị ơi, cái đấy nhà em là hàng áo khoác. Áo khoác nha chị gái nha. Em thật là size L thì 53kg không cần mặc như vậy đâu. Chị cứ lấy cho em size M thôi là đẹp rồi. 46kg lấy cho em size S chị ơi. Có chị ạ. Rồi ôi em bảo rồi, hàng nhà em may. Các chị ơi, cứ XL nhà mình là đủ cả. XL, L, B, S đủ hết. Các em bao các chị từ 40kg đổ lên đến 64kg để xuống này. Đến với nhà em này, em bao tất, bao tuốt, ok chưa? Rồi, cứ lấy hàng thoải mái cho mình. Comment cho em V289 đỏ đô. V289 màu sữa rất là xinh. Em nói thật, màu đỏ đô rất là sáng da. Các chị có thể quan sát, em mặc nhìn nó bật tông da của mình lên ý. Nhưng mà khi mặc của em màu sữa tạo cảm giác nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Các chị mặc cứ mặc màu sáng nhìn càng sáng da. Một em màu cam lại cũng thế này. Rất là sinh động và trẻ trung các chị nhá. Rồi 289k, ok Nguyễn Yến có hàng nhá. Em cho chị Nguyễn Yến nhá. Phao dài nhà em mà nhiều lắm chị đẹp ạ, à. Em sẽ lên dần dần nữa chị nhá. Váy rất rất đẹp. Bán tạ bán hàng lại quá nhiệt tình rồi, cảm ơn chị yêu rất là nhiều ạ. Rồi ok, cảm ơn tất cả các chị đẹp. Nên lên form cũng rất là xinh và đồng thời là các chị yên tâm là hàng nhà em không sợ bị đụng hàng nhiều đâu. Kể cả form váy các chị mặc nhá, nhìn rất là bình thường. Tại vì sao? Ở trên line trên lồng tạt là một phần thôi. Đây lý do tại vì sao em đứng ở đây và em nói với các chị biết rằng hàng này nhà em nó như thế nào, chất liệu nó ra làm sao, kiểu dáng như thế nào đó. Thì cảm giác là cái váy này các chị ở ngoài line á đẹp hơn trên line rất nhiều, em nói thật. Trên là đẹp 1, ngoài này phải đẹp 10 cơ. Rồi Phạm Thùy Trang có hàng nhá. Cho mình xem màu đỏ. Ok chị Nguyễn Lily cho em xin số điện thoại đi. Ở điểm chốt hàng với chị đẹp nhá. Không có số điện thoại không chốt được. Rồi lên cả màu cam các chị nhá. Em rất là muốn lên màu cam sẽ đưa chị luôn. Thử trắng sữa các bạn, em nói thật luôn này. Tôi rồi nhá. Cái trắng sữa nhà em mà size XL các chị ơi, nhìn không ạ. Bây giờ em mà lên cái này là không thể ngửi nổi cơ. Em chỉ mặc size M nhìn đã chán lắm rồi. Em mặc size S này là các chị nhìn phê luôn. Nhìn cứ có cái nào mà kiểu nó phù hợp với form người chị em mình ấy thì nhìn rất là đẹp, rất là thích. Ok chị Nguyễn Hiền có hàng nhá. Đấy, từ chị Hương Nghị cảm thấy thoải mái hàng. Chốt là rồi chắc là Nguyễn Hiền cho em. Rồi đúng không? Rồi Nguyễn Hiền và Phạm Thu Trang có hàng rồi nhá. Rồi sang mạng mở giúp em nào. V289, 289k. Em đang mặc size M hơi rộng. Mặc size S đẹp lắm các chị ạ. Gọn người. Đẹp, gọn người. Đó, trên M rộng nè. Cái này các chị đẹp nào từ 53, 54 ký đổ xuống mà thoải mái cho em. Rồi em sang mã mới nhá. Em mà like hàng nhanh các chị luôn.
biết là chốt cái áo áo này cho ai chưa? Rồi lên phao ngắn nha, 289 ra chị ơi. Rồi tiếp tục lên phao. Ê là các chị đẹp vẫn còn hóng phao nhiều lắm. Em lên cả phao nhá. Chị Nguyễn Lily để lại số điện thoại nhá. Rồi chị Nguyễn Lily không có số ạ chị ơi. Không có màu đen chị ạ, nhà em là chỉ có màu sữa, màu cam. À và có màu đỏ đô thôi ạ. Rồi nhá, rồi cảm ơn chị yêu. Có số điện thoại rồi, rất là tuyệt vời luôn. Rồi có cả gì ạ, có cả địa chỉ luôn. Thế này chị mở Tham City quá là gần quá. À vâng ạ, giá cái áo phao này nhà em là 380, cái váy này nhà em là 298 chị nhá. Áo phao có đúng duy nhất một chiếc size M ở nhà. Các chị từ 5-6kg đổ xuống, 4-5kg lên mà không đẹp em không lấy tiền, ok chưa? Các chị ơi, ấm lắm. Ấm lắm chị gái ạ, và lông mày nhà em rất là xịn sò nhá, em nói thật luôn. Rũ cả ngày này, rũ mỏi tay luôn, không một sữa lông rơi ra, lông rất là xịn. Hàng này em hàng công ty loại 1 các chị nhá. 4-380 quên mất, đang định bảo 400. 400 bao nhiêu đó, 380 là vừa bán vừa tặng. Con muốn cho em pha 38 số điện thoại. Và nhà mình có một cái, có một màu. Lấy hàng này cút nhanh cho em đi. Đó, không phải lúc nào chị gái cũng lấy được hàng quá đẹp như này đâu ạ. À, nhà mình em ở bên đoạn Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội nhá. Em nói thật luôn, cái giá quá yêu thương. Cái phao này nó mà xuất hiện ngoài thị trường mà chỉ đúng xuất hiện ngoài shop thôi. Nó không bán 500k em đi đầu thùng đất với các chị. Đầm này, gần đây có mất tiền ship không? Chị ơi, chị ở Tham City, nhà em ở bên Triều Khúc. Chị em mình phải cách nhau chục cây số á. Trời ơi, khi nào mà sang chạy nước nã thì chắc là em không em miễn phí ship. Em nói thật là nhà em nó không thể miễn được cơ. Rồi, bởi vì hàng nó quá là rẻ rồi chị ạ. Chị yên tâm là khi mà chị mua 3 sản phẩm đổ lên thì nhà em sẽ miễn phí ship toàn quốc với chị Nguyễn Lily nhá. Đấy, chị cứ chọn đi ạ. Cho mình xin địa chỉ. Nhà em ở số nhà 9 này, ngách 138/58 Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Rồi các chị nhá. Rồi sang mang mới của mình nhá. Phao này thì đẹp. Nhân cái gì mà đang mắng chị Hương đây, em sẽ bán rẻ cho chị hết luôn. Các chị cứ yên tâm là em bảo kê cho các chị hết là bình thường nhá. Bán 500 hộp, 520 hôm nay chỉ bán cho chị em 499 thôi. Hoặc là 499.000 chứ mà bán rẻ quá thì chết. Nhỏ trừ lương bây giờ. Rồi ngách 138/58 Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. À chị Kenny Linh này em nói khi chị không nhớ đâu, chị inbox cho em đi. Số nhà 9 ngách 138/58 Tân Triều, Triều Khúc, Thanh Xuân vậy. À chị Trang đây rồi, em chào chị Trang. Em biết là chị Trang không thể comment được ở đây nhưng mà em hẹn chị khoảng tầm 20 phút nữa em sẽ về nhá chị Trang nhá. Con Trang nói nhiều quá tao sẽ nhớ Trang rồi. Em biết chị Trang không? Trang. Chị Trang là ở đây này. Em chốt cho chị Thu Thủy nhá. Chị Lai ở đây cơ mà. Ở đây nhá, nhà chị Thương chỉ có 3 chị Lai. Một là chị nào đó chị không biết. Chị không biết đi. Thêm nữa là chị Ly. Biết chị Ly không? Chị Ly gì? Bằng tuổi em. À em bé Ly. Chị Trang và chị Vân Anh. Hết. Chị thì chắc là nói cả đại gia đình người biết và cả đại gia đình người ghét. À. Rồi. Rồi sang mang ơ cái này nhà mình có lông hồng cơ mà cú luôn, nhà mình có lông hồng, nhà mình có nào không? Hay nhà mình lông mày nhỉ? Lông mày đúng không hay lông hồng? Chắc lông mày. Cái gì? Không có lông hồng. Lông mày đúng không? Lông mày đấy chị ạ. Ừ. Xinh nhỏ, cái lông mày dễ mặc lắm các chị ạ. Rồi ok chị Thuy, chị Thu Thủy có hàng nhanh. Em cao 1m56, em 46kg ạ. Chồng trước có miễn phí ship không ạ? Để em xem nào, để em suy nghĩ nào. Để chị làm việc với chị Hương đi. Nếu mà các chị chồng trước tiền thì nhà em sẽ hỗ trợ phí ship. Không phải là hỗ trợ hết mà chỉ là hỗ trợ khoảng tầm 5k hoặc là 10k thôi chị ạ. Em nói thật bây giờ mưa nắng gió các chị cứ tưởng tượng xem. Ship đi ở ngoài đường tay thì giá rét, bình thường thì đi bình thường đi xe không sao. Nhưng mà lạnh rồi phải có thêm cái bao tay phải đi mua nữa. Xong mà ngoài đường gió rét rồi ôi các chị ơi thường ship lắm. Thì bây giờ mà không lấy phí ship nữa thì chết. Mà nhà em không lãi được nhiều, nhà em lại trả tiền cho mình ship nữa thì nhà em cũng chết. Thế là thôi nhà em sẽ hỗ trợ nha. Hỗ trợ khoảng tầm 5k đến 10k khi các chị em mua sản phẩm nhà mình. Ví dụ ship 30, ok lấy chị 25.000, lấy chị 20.000, rất là thông xanh rồi, ok chưa? Các chị yên tâm.
Các chị cứ ra ngoài chợ bằng cả cái miếng thịt lợn từ 15.000 xuống 5.000 về nhà kiểu gì cũng ôi. Nhưng mà mua mấy thịt lợn từ 15.000 bằng cả chỉ còn được 13.000 thôi, về nhà thịt cực kỳ thơm, là hàng em quá là xịn luôn, các chị yên tâm nhá. Không thể nào mà giảm được nữa đâu các chị ơi. Rồi. Pha này hôm qua bán 520, hôm nay bán 499.000 nhá. Thật sự luôn, pha này cũng nhìn quá sang. Càng nhìn càng sang, em nói thật. Mặt em nó quê chứ cái hàng pha nhà mình vẫn cứ gọi là sang nhá. Common trend là pha 52, hàng bom tấn nhà mình đó. Hàng này nhà em thì hiện tại có một màu thôi. Hôm qua bán 4520 đấy. Hôm nay em bán cho chị em 499.000, là giảm 20 rồi nha. Cái này của em 499.000 nhà em có ML. Nhà em có ML, em đang mặc size M lên form rất đẹp luôn. Rất đẹp, rất ấm ạ. Thế nên từ nãy giờ em cứ đứng chém gió các chị gái mà không muốn cởi ra vì nó sự rất là ấm. Đó, và có một cái đai nó rất là xịn chị nhá. Cái pha này rất là xịn, em nói luôn. Cực kỳ ấm này, giữ nhiệt tốt. Pha mã số như em là pha 52. Hôm qua bán 520 nhưng mà hôm nay là em chỉ bán các chị gái là 499.000 thôi. Vậy nên các chị em tranh thủ nhá. Còn chị gái nào đặt hàng nhanh không em sang mã mới đi ạ. Có ML các chị nhá. Các chị đẹp từ khoảng tầm 60kg đổ xuống lấy L và 55kg đổ xuống này. 50kg đổ lên có thể lấy cho em là size M rồi nha các chị nhá. Lấy hàng comment cho em là pha 52 và số điện thoại. Còn chị yêu là muốn qua mã thì em xin một chấm em sang mã mới nhá. Đó, cái này xinh cực kỳ. Đây là một trong mã phao dài qua gối và gọn nhất mà em từng biết luôn. Khoác cũng xinh nha các chị nha. Khoác cũng xinh, bình thường thì áo dạ nhìn nó sẽ sang hơn áo phao rất là nhiều. Nhưng công nhận hàng phao cũng rất là sang đấy. Rồi sang mã mới nha. Một em áo phao lông thỏ size L là các chị từ 60-62kg đổ xuống và 55kg đổ lên có nên mặc được size L nhá. Chị Trần Hậu nhá. Nói chung mặc nên dáng rất đẹp luôn chị ạ. Chị cho em xin chiều cao cân nặng của chị đi để em tư vấn đây. Bao nhiêu em? Cái nào chị nhờ cái vừa nhà em là 520, bán còn 499.000 thôi. Có áo dài tay cho cụ già không? Hiện tại nhà em là có những cái mã sản phẩm đa số là dành những cái độ tuổi từ khoảng tầm là 20 cho đến khoảng tầm 50 tuổi đổ lại. Còn những cái cụ già nào mà tin cũng có thể mặc được. Đó, rồi cái mã phao của nhà em là 499.000, chị yêu là lấy hàng thì comment cho em. Comment cho em là phao 52 và số điện thoại rồi sang mã mới nào. Phao này thực sự rất là sang luôn. Thi thoảng vào đúng vài phao sang nhìn em thấy chị em mê. 400k chị nhá, cái lông này nhé, lông thỏ này. Lông thật nhá, 400k rất là mềm mịn luôn. Đó, kiểu cảm giác kiểu khi mà các chị em có giật rút nó cũng không bị bết lại nhá. Hàng của nhà em hàng phao, các chị đừng nhầm lẫn, các chị nhìn tưởng hàng da lộn. Hàng này nhà em hàng phao các chị nhá, ấm cực kỳ luôn. 400k này, rất là rẻ luôn nhá. Và cực kỳ là sang. Nói chung cái gì mà thiên về màu vàng và màu cam đã nhìn cảm giác rất là sang rồi. Có khi mình phải lấy cái này thì mặc cái này trông xinh kinh khủng. Rồi rất là hợp với mình luôn. Mình cao 1m48 này, nặng 47kg này, có vừa cái áo vừa đấy không ạ? Chị ơi, nếu mà chị cao 1m48 và 47kg thì chị 1m48, 47kg thì em nghĩ là nó hơi dài so với mình đấy. Tại vì cái mã phao vừa nhà em cũng khá là dài chị ạ. em tư vấn thật với chị yêu luôn. Có đó, em sợ là hơi dài, đôi khi là nhìn người chị em mình không được đẹp ý. Rồi cái mã phao này thì em nghĩ là chị Minh Mèo mặc sẽ rất là xinh và chị có thể mặc cho em là size M bên nhà mình đấy ạ. Cái này nhà em có M và có L. 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M nhá. Cái đầm em mặc có co giãn không em? Rồi co giãn tuyệt đối, co giãn 4 chiều luôn. Đầm em mặc co giãn 4 chiều, em đang mặc size M rất là rộng, bình thường em mặc size S nó sẽ ôm như này. Bình thường em mặc size S nó sẽ ôm như này. Có S, M, L, có XL luôn nhá. 64kg đổ xuống lấy XL, 60kg đổ xuống lấy L, 55kg đổ xuống lấy M, 50kg đổ xuống, 40kg lên là các chị lấy cho em size S. Và này mình có 3 màu luôn nha. Có 3 màu luôn nha các chị nha. Có màu cam, có màu sữa và có cả màu đỏ đô các chị nhá. Rồi sang mã mới giúp mình nha. Nào các chị đẹp hồng gì? Hồng tay, hồng váy đây các chị ơi. Nhưng bây giờ nhà mình có phao và nhà mình có váy thì nhà mình chị em nào hồng thì mình sẽ lên đấy nhá. Còn nếu không là em bye bye các chị luôn. Phao màu, phao
không có màu khác chị ơi, pha thì mình là hình những cái mã mà trên người có đúng một màu thôi à. Thế rồi hết sao đúng không? Không còn gì đúng không? Thôi trắng sau em cái gì đây? Có chỗ hàng của bán không? Thôi gì đây? À hình như cái hộp kia rồi. Vậy đang mặc 289.000 chị ơi. Rồi em mã pha này xinh, áo này xinh này. Vâng ạ, em thấy chị ở Phương Nguyễn rồi nhá. Váy dài đi chị à, vâng có chị Hồng Phao, chị Hồng váy thì nhà em sẽ lên cả hai. Cái váy này rất là đẹp luôn, cái này vừa rồi mình bán là 320, hôm nay em sale các chị còn 299 nhá. 299k này, váy đang mặc trên người rồi mình vẫn bán 320 sao á, có lên form rất là xinh. À, cái này nhà em là dáng suông, không phải dáng kiểu ôm mà cũng không phải kiểu dáng nhá. Rộng đâu, hàng này nhà em là dáng suông rất là xinh này, đó. Rất vải cực kỳ đẹp. Hàng em là hàng cất chất liệu KT Hàn chị nhá, mềm mịn và dày dặn, và cả kể cả từng cái đường chiếc ly mình cũng rất là xinh các chị gái này. Cái này nhà em thì ở nhà có mỗi một cái size S thôi, em bao các chị 52kg đổ xuống và 42kg lên thì mặc rất là đẹp. Mã này đang có giá là 299k. Chị đẹp rồi, nếu hàng cứ có mừng cho em là đỏ và số điện thoại, có mừng đỏ nhá, váy đỏ và số điện thoại thì mình có một cái thôi ạ. Em có vết 50 ạ, dạ vâng ok chị ơi. Rồi sẽ lên cả phao này và lên cả váy với các chị yêu nha. Sao không đang về hàng không? Phao 01 màu vàng có size XL không? Dạ chị ơi, hình như phao 01 bây giờ em không nhớ nổi này, em vừa like cái gì cơ chị gái ạ? À? Cái gì mà em bảo chị gì cơ? Mặc này á? Thôi cho mình xin đồ với. Vâng chị vào đi ạ. Ngõ rõ là to bảo là không vào được cái thành để xe tích ngoài kia. À thế à, chị ơi thì vào được mà. Phao 01 màu vàng. Chị ơi em không nhớ phao 01 nhé, mà cái này gì không? Cái này nhà em có này. Có L, XL và XXL luôn chị ơi. Hôm nay em có L, XL và XXL luôn chị nhá. Đó, cái pha này em là dáng rộng. Em khuyên Trần Thành, chị gái nào mà dưới 50kg không nên mặc đâu. Để nhìn như kiểu bơi trong áo không hề đẹp đó chị ạ. Đó, rồi cái mã này nhà em là pha 01 phải không nhỉ? Đúng không? Em nhớ là cái này em có lên rồi này. Có size XL thì em bao cho các chị đẹp từ khoảng tầm là 70kg đổ xuống. Lấy cho em là size XXL nhá. Em cao 1m50 này, 70kg đang bầu, mặc XXL mà không ạ? Thoải mái, lấy luôn cho em mã này chị ạ. Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Lấy luôn cho em ai nhá, 1m50, 70kg, lấy luôn cho em mã này XXL luôn. 490.000 các chị gái ơi, rẻ kinh khủng. Comment cho em pha 01 dưỡng lại nhá. Rộng lắm, bởi vì cái này nhà em cái cổ vai rất là rộng này. Cái form tay cũng rất là rộng này, và cái đoạn này nhà mình cụ sổ ôi. Hai người chụp vào đây cũng được. Mày chụp đây với chị xem được không nào. Rộng quá. Đấy cho các chị em từ 70 đến bổ số bằng được thoải mái cho em. Pha nhà em là 490 ạ. À có một cái mã form nữa cũng khá là rộng mà các chị đẹp vẫn có thể mặc được. Cái này có sao cái nhà em mà hiện tại là hết hàng rồi chị ạ. Trọng là cái kiểu form giống Hàn Quốc. 490 mã vừa rồi nhá. Có size gì? Có M, L, XL. À có L, XL, XXL. 07 chứ không ạ? Màu đen hay là màu xanh gì ạ? Màu sữa đây đúng không? À không phải, không phải. Đây màu đen này. Em vừa like xong rồi. Thôi em lấy một sữa chị xem nha. Có trong túi á? Có cái nào đen không ạ? Nhiều lắm chị ạ, đen nhà em nhiều lắm. Rồi, váy đang mặc là 290 nhá, vừa bán vừa tặng. À nhầm, 299.000. Hôm qua còn bán 320 luôn, chắc đẹp lắm.
cái lúc em mang là size L rất là rộng đấy. Có size L, có size XL, có XL. Không có size M luôn. Cái váy này nha, cái áo này nha em size M, nó thực sự là cái form của cái áo phao nó mặc trên người lại cực kỳ là rộng. Thế nên là em vẫn có thể bao các chị từ 6 5 kg đổ xuống mặc được cho em ạ. Ok nào, Trần Trang Trần nào. Chị ơi không một nha, không có M cơ chị ơi. Màu đen biểu ạ. À màu đen thì có, màu đen thì có màu. Trời ơi may thế. Bây giờ mới đọc được rõ này, Trần Trang Trần của hàng nhá. Cái đấy nhà phao túi dây không gì mang size M chị xem cho em xíu ạ. Cái này em nói thật là hàng size M và cái này nhé là một em màu sữa, cũng không phải là màu trắng đâu, kiểu màu sữa hơi ngà ngà. Nhưng mà cái này nhé form to, các chị từ 60kg, 65kg đổ xuống và 50kg ở lên mặc đẹp luôn. Như kiểu chính bản thân em, nếu mà em thích những cái kiểu mã form to như này ý, thì em 46kg em mặc vẫn đẹp. Em nói thật, nếu mà kiểu nếu bạn thích form to là mặc vẫn đẹp với chị nhá. Đó, cái này 470. Comment cho em form 47 cho anh em dễ nhớ. 470 nhá. Cô muốn cho em phao 47 cho em dễ mở nhớ này. Rồi sẽ lên màu đen với chị đẹp nhá. Đúng không? Chúng chị cái phao nó như này màu đen luôn. À đây rồi. Để đâu nhỉ? Có thể cho trong túi. Cũng không đính lắm. Đây cái này nhé, em màu đen đây. Màu đen size M đây, form bé này thì em bao các chị từ 50kg đổ lên nhá. Size M đây. 50kg đổ lên và các chị yêu từ 55kg đổ xuống mặc thoải mái cho em. Màu đen size M. Không tìm nào à? Form bé hơn. Phong gọn hơn rồi nha chị nhá. Làm cái này đi. Gọn hơn rồi mà. Cái pha 07 ấy. Mà cổ lông ấy. Cổ này à? Chị đang muốn xem ạ. Đây hết. Chỉ có ML nhưng mà vừa lạnh hết. Em để đâu ấy nhở? Rõ ràng em là đây con để đem cho chị. Cái này còn không ở đây này. Áo đây này nhỉ, em là có màu đen, có màu lấy nó chỉ có đấy thôi. Mẫu của đấy làm gì đó. Có màu đen, có màu vỏ đỗ và có màu vàng. Tuy nhiên màu vỏ bị gương nhỉ. Đây cho em hai cho. Tuy nhiên cái màu vỏ đỗ và cái màu vàng này nhà em ý. Chị không có sai màu nhá, các chị nhá. Trời ơi. Rồi các chị đẹp em bảo này, em thật sự luôn là tối về em nhiều hàng lắm. Cái này nhà em là 490 này. Tối thực sự là về nhà em rất là nhiều hàng. Có khi là chị đẹp nào mà hôm nay đang học phao nhà mình, em hẹn các chị em buổi tối đi. Tối thì mình sẽ khui hàng về với các chị nhá. 42kg, 1m52 mà được không ạ? Mặc hơi rộng đấy, mặc hơi rộng đấy. Em là tư vấn thật luôn. Đen nhà em có size M, có L, có XL. 64kg đổ xuống là XL, 60kg đổ xuống là L. 55kg đổ xuống, 50kg lên là lấy M. Còn dưới 50kg thì các chị em mặc sẽ bị rộng. Là em nói luôn là như vậy. Còn chị gái nào mà thích form rộng ý, thì lấy luôn. Ok chưa các chị ơi? Các chị đẹp ơi, em bảo này, hôm nay thì thực sự là nhà em là phao về cũng khan hiếm quá. Tối thì em lại tiếp tục về hàng, thì các chị đẹp nào mà hóng hoang phao thì hẹn các chị buổi tối nhá. Ok, bye bye các chị, chúc các chị một buổi chiều vui vẻ nhá.